Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Vào khoảng 12 giờ trưa nay, mùng 2 tháng 8, tại công trình xây dựng nhà máy điện xì thải Phốt Pho, công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lao Cai ở khu công nghiệp thị trấn Tằng Lòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người tử vong, 4 người bị thương. Trong quá trình thi công hạng mục thi công lò silo chứa nguyên liệu của nhà máy đã xảy ra đứt cáp cần cầu khiến một người tử vong tại hiện trường, một người tử vong tại bệnh viện và 4 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công an thị trấn Tằng Lòng phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu, phong tỏa bảo vệ hiện trường. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đơn vị thi công sử dụng cầu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người là vi phạm quy định về an toàn lao động. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung, 66 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo điều tra, trước đó Trung đã có hành vi soạn thảo, lan truyền nhiều đơn tố cáo, tố giác sai sự thật, bịa đặt, gửi tới nhiều cơ quan tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Hành vi của Trung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của một số cá nhân. Ngoài ra, Trung còn chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Qua vụ việc này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng khuyến cáo mọi người dân cần phải thận trọng, không được đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng Internet cũng như các phương tiện truyền thông khác gây hoang mang cũng như phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Hai đối tượng Lương Thị Mái và Lương Văn Sòn cùng chú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa bị công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội mua bán người. Đây là hai đối tượng đã lừa bán một người phụ nữ trú cùng địa phương ra nước ngoài. Trước đó, năm 2019, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một người phụ nữ trú cùng xã, Mái và Sòn hứa với người này đưa ra nước ngoài lấy chồng và một năm khi về sẽ nhận được 80 triệu đồng. Sau khi bán nạn nhân ra nước ngoài, Mái nhận 15 triệu đồng, Sòn nhận 35 triệu đồng và chỉ đưa cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đã giải cứu thành công nạn nhân, đưa về đoàn tụ với gia đình. Đánh bả chó để trộm cắp thì bị chủ nhà phát hiện truy đuổi. Đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã lấy dao đâm chủ nhà trọng thương. Đối tượng vừa bị công an huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Dũng điều khiển xe máy mang theo bả để trộm chó. Khi đến thôn 86 xã Gia Tiêu, đối tượng bắt được hai con chó thì bị ông Nguyễn Viết Hùng là chủ của hai con chó phát hiện, lao đến đạp vào xe máy khiến đối tượng ngã ra đường. Trong lúc đánh nhau, Dũng lấy dao đâm vào ông Hùng khiến nạn nhân bị thương. Hiện công an huyện Chư Quynh đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Dũng về hai hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Một xe tải chở hàng chục tấn than đang lưu thông trên quốc lộ 14 thì bất ngờ bốc cháy. Hàng trăm người đi đường cùng với người dân địa phương và lực lượng chức năng đã hỗ trợ dập lửa. Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng nay mùng 2 tháng 8, xe tải biển kiểm soát 47H00658 chưa rõ người điều khiển, trên xe chở hàng chục tấn than lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, phía sau thùng xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế ngay lập tức tấp xe vào lề đường, hô hoán người dân trợ giúp. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, nhiều tấn than đang cháy đã được người dân và lực lượng chức năng hất xuống lề đường, dập tắt hoàn toàn. Chiếc xe được cứu an toàn, chỉ bị hư hỏng nhẹ. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.